Xin chào mọi người, mình là Lành và như thường lệ đây là bản tin Lab New. Galaxy Z Fold 6 cuối cùng cũng đã ra mắt và đây là 20 tính năng khiến nó trở thành một nâng cấp lớn hơn nhiều so với bạn nghĩ. Đầu tiên, thay đổi rõ ràng nhất là thiết kế, nó hiện trông giống với S22 Ultra hơn với viền mỏng hơn và đồng nhất hơn cùng với vòng camera mới. Thứ hai, Z Fold 6 cũng được nâng cấp về độ bền, nó được xếp hạng IP48, dù điều này trông tốt hơn so với xếp hạng IPX8 trước đây, nhưng 4 chỉ có nghĩa là thiết bị được bảo vệ khỏi các vật thể có kích thước 1mm trở lên, không phải là bụi. Thứ ba, buồng hơi lớn hơn 60% so với Z Fold 5, giúp máy mát hơn khi sử dụng nặng kéo dài. Thứ tư, dù dung lượng pin không hề thay đổi, Z Fold 6 sẽ kéo dài thời gian sử dụng nhờ bộ vi xử lý hiệu quả với vài giờ phát lại video và 4 giờ phát lại âm thanh thêm so với Z Fold 5. Thứ năm, màn hình gập chính hiện có kính siêu mỏng bền hơn và Samsung nói rằng nếp gấp ít nhận thấy hơn. Thứ sáu, màn hình trên Z Fold 6 sáng hơn đáng kể ở mức 2.600 nits so với 1.750 nits trên phiên bản tiền nhiệm, áp dụng cho cả màn hình bên trong và màn hình bên ngoài, ngang bằng với độ sáng của S22 Ultra. Thứ 7, ClickBuy hiện đang có ưu đãi khi đặt hàng trước các dòng sản phẩm của Samsung. Hãy nhanh tay đặt hàng trước để nhận được những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn này. Và ngoài ra cũng có rất nhiều ưu đãi tuyệt vời cho dòng Galaxy Watch Ultra, Watch 7, Buds 3, Buds 3 Pro và Galaxy Z Flip 6 mới. Thứ 8, Z Fold 6 nhận được tất cả những tính năng AI của Galaxy, bao gồm những bổ sung mới như phác thảo hình ảnh. Tính năng này cho phép bạn vẽ bất kỳ thứ gì bạn muốn lên hình ảnh, như một chiếc mũ hoặc là kính trên người. Sử dụng AI, điện thoại sau đó sẽ tạo ra vật phẩm bạn đã vẽ và cung cấp nhiều biến thể khác nhau. Thứ 9, một tính năng thú vị khác là ảnh chân dung, cho phép bạn thay đổi ảnh chân dung thành các kiểu hình ảnh khác nhau. Ví dụ như bạn muốn trông như được vẽ bởi một nghệ sĩ đường phố, tính năng này có thể làm được điều đó cho bạn. Thứ 10, tính năng mới nhất là thông dịch viên. Với chế độ đàm thoại, phiên bản nâng cấp của Live Translate, bạn có thể gập đôi Z Fold 6 để nghe các cuộc hội thoại. Khi bạn nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ khác, điện thoại hiển thị bản ghi thời gian thực, dịch mọi thứ để cả hai người cũng có thể xem. 11. Tính năng dịch trực tiếp không còn giới hạn trong ứng dụng Samsung Phone mà có thể sử dụng với bất kỳ ứng dụng nào bên thứ ba như WhatsApp. 12. Bạn cũng có thể biến ảnh thường thành ảnh 3D cho ứng dụng thư viện. 13. Vòng tròn tìm kiếm đọc mã QR, dịch toàn bộ màn hình văn bản và giải phương trình toán học. 14. Điện thoại có thể giúp soạn và tạo phản hồi cho các cuộc thoại, xem xét tông giọng và ngữ cảnh hiện tại để làm cho tin nhắn phù hợp và liên quan. 15. Z Fold 6 tích hợp sâu vào ứng dụng Google Gemini, trợ lý Google mới có thể giúp được nhiều nhiệm vụ, từ viết và lập kế hoạch đến học tập và cung cấp thông tin về những gì đang hiển thị trên màn hình của bạn. 16. Màn hình ngoài của chiếc điện thoại rộng hơn vài mm, giải quyết điểm phê bình chính của các điện thoại bản Fold trước là màn hình ngoài hẹp. 17. Điện thoại nhẹ hơn, chỉ 239g so với 253g của Z Fold 5, giúp thoải mái hơn khi cầm và sử dụng lâu dài. 18. Camera vẫn giữ nguyên nhưng điện thoại có cảm biến Ultra Wide mới, cải thiện hiệu suất ánh sáng. 19. Điện thoại có thể quay video 4K ở 120fps, tương tự như S22 Ultra, cho phép quay video chuyển động chậm mượt mà. 20. Z Fold 6 trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 3 được tinh chỉnh đặc biệt cho Samsung, mang lại hiệu suất MPU tốt hơn 41% cho các nhiệm vụ liên quan đến AI, đồ họa tốt hơn 25% và hiệu suất CPU tốt hơn 14% so với Z Fold 5. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!